Chị xem gì mà cười kinh ấy. Đang xem vừa hình buồn cười quá. Thì cho em xem với. Nhìn vào đây. Cái con này nó mặc mặc đến ba cái áo. Úp. Ô chị ơi, có bạn gì comment này? À, chị xem nào. Chị ơi, chị làm về cách làm ra một bộ phim hoạt hình đi ạ. Em không có thắc mắc giống bạn đấy đấy. Có muốn đột nhập vào xưởng sản xuất phim hoạt hình không? Có. Đi luôn. Đột nhập xưởng sản xuất phim hoạt hình và khám phá 6 bí ẩn khiến bạn không tin là thật. Đầu tiên chúng ta hãy cùng khám phá phim hoạt hình có từ khi nào. Ở đây có bạn nào thích xem phim hoạt hình hay không? Comment ngay bộ phim hoạt hình bạn yêu thích nhất xuống phần bình luận nhé. Và chắc hẳn là xem phim hoạt hình bấy lâu nhưng các bạn có bao giờ thắc mắc lịch sử của phim hoạt hình ra đời như thế nào hay chưa? Được biết, vào năm 1911, bộ phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới được sản xuất. Tuy nhiên, khán giả chỉ biết thể loại này là vào năm 1914, khi mà bộ phim Jersey the Dinosaurs của nhà sản xuất John Bray được trình chiếu. Nhưng có một nhược điểm là phim hoạt hình thời đó chỉ có thể xem một lần duy nhất, chứ không phải cứ thích là lên YouTube xem lại như bây giờ đâu. Tới đầu những năm 30 đến 40 của thế kỷ 20 thì hàng loạt những bộ phim đã được sản xuất với sự đầu tư kỹ lưỡng từ màu sắc, âm thanh. Nổi bật như Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn năm 1937, Pinocchio năm 1940, Fantasia năm 1940. Mà các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, giữa một loạt các bộ phim đen trắng, tự nhiên có mấy siêu phẩm hoạt hình màu sắc âm thanh sống động, xem nó khác bọt hẳn hơn ấy chứ. Kể từ đó thì các thế lực nhí không ngừng cày view cho các thể loại phim hoạt hình này, nhất là mấy siêu phẩm nhà ông lớn Walt Disney hay Warner Bros. Thậm chí vào những năm 60 của thế kỷ 20, mốt xem phim hoạt hình trở nên thịnh hành tại Mỹ, và lúc này thì các rạp chiếu phim không chỉ có trẻ em mà ngay cả người lớn cũng đổ xô đến để xem phim hoạt hình. Mà nói đâu xa, ngay tại thế kỷ 21 này, khối ông lớn tướng rồi vẫn cứ mê mẩn Conan, Tom và Jerry hay Doraemon chứ còn gì. Và đó là lịch sử dữ dội của bộ phim hoạt hình. Còn giờ thì chúng mình hãy đột nhập ngay vào xưởng sản xuất phim để xem quy trình tạo nên một siêu phẩm hoạt hình độc đáo và quy mô tới cỡ nào mà khiến cho trẻ nhỏ mê mệt tới quên ăn quên ngủ như thế nhé. Thứ hai, đột nhập xưởng sản xuất phim 2D. Chà chà, vừa bước vào cửa thôi là đã thấy ai nấy cũng tay xách nách mang, tẩy tẩy viết viết rất là bận rộn rồi đây. Theo như mình tìm hiểu, phim hoạt hình 2D đã xuất hiện từ rất lâu, từ những năm 1880, và là một phương pháp sản xuất phim hoạt hình truyền thống. Phương thức chủ yếu của nó là sử dụng các chuỗi hình ảnh hoặc các bản vẽ thủ công trong một không gian nhất định với các tư thế khác nhau để tạo ra chuyển động của nhân vật. Thông thường, ngày xưa các họa sĩ đã có mẹo vẽ tranh trên các tấm nhựa trong để tránh vẽ lại những khung nền cho mỗi cảnh chuyển động. Sau đó thì vẽ hàng nghìn những bức tranh được chụp lại để sử dụng làm phim hoạt hình. Tuy nhiên, nhận thấy phương pháp vẽ thủ công quá là tốn nhiều công sức, có khi họa sĩ tốn cả mấy năm thanh xuân mới xong được một bộ phim, nên ngày nay người ta đã thay bằng phương pháp hiệu quả hơn, đó là sử dụng các phần mềm đồ họa trên máy tính để phác họa nhân vật, chuyển động cũng như là sản xuất phim hoạt hình 2D. Sau đó, các khung hình trong storyboard sẽ được tổ sản xuất ghép nối với nhau thành một bản video kết hợp với những yếu tố như là nhạc nền, chuyển động, hình ảnh hay là lồng tiếng. Và tiếp đến, sản phẩm sẽ được chuyển đến tổ post production, hậu kỳ để tinh chỉnh và hoàn thiện sản phẩm. Nói chung, làm video 2D thì mất sức nhất là ở khâu lên ý tưởng và vẽ vời. Vậy thì cách sản xuất các sản phẩm 3D sẽ như thế nào đây? Hãy khám phá ngay nha! Thứ ba, đột nhập xưởng sản xuất phim 3D. Các bạn thân mến, phim hoạt hình đồ họa 3D hiểu đơn giản là những hình ảnh có thể được dựng nên một cách sống động với sự trợ giúp của các phần mềm đồ họa vi tính. Tuy nhiên, thời gian để thực hiện một dự án phim hoạt hình 3D của các hãng phim mà các bạn đang xem ngoài rạp như là Kung Fu Panda, The Lion King, Ice Age hay Frozen v.v. thì quy trình sản xuất của nó rất dài, xem thì veo phát là hết, nhưng mà thời gian làm mất từ 4 đến 5 năm một bộ phim cơ đấy. Trong đó thì phần tiền sản xuất có thể chiếm tới 2 năm, còn những bộ phim có quy mô nhỏ hơn thì có ít khoảng thời gian chuẩn bị hơn. À, đấy là dành cho những ai chưa biết, thì tiền sản xuất là giai đoạn nghiên cứu, thiết kế ý tưởng và lập kế hoạch của toàn bộ dự án 3D. Ví dụ, để làm ra một siêu phẩm như Kung Fu Panda thì tổ sản xuất sẽ phải mất nhiều tháng để thu thập, tìm kiếm dữ liệu hình ảnh, bối cảnh, trang phục, tính cách con người, đặc biệt là lịch sử, văn hóa tại Trung Quốc. Sau đó thì mới lên được kịch bản chi tiết, bao gồm các chuyển động của nhân vật, môi trường, thời gian, hành động và đối thoại của từng nhân vật. Tiếp đến là tạo hình 2D cho bối cảnh, môi trường, các nhân vật chính và dựng phim animatic.
Đến đây thì sẽ khác với dựng phim 2D một chút là các mẫu thành phẩm sẽ một lần nữa được tạo 3D modeling, tức là công đoạn tạo mô hình nhân vật bao gồm chất liệu, khung xương chuyển động, layout, tức là bố cục của phim v.v. Tiếp theo, một công đoạn cũng khá quan trọng để quyết định là dự án có thành công hay không, đó chính là khâu diễn hoạt animation, kết hợp thêm ánh sáng, hiệu ứng các kiểu con đà điểu, rồi xuất thành video thôi. Cuối cùng thì để cho ra mắt một bộ phim hoạt hình 3D hoàn chỉnh chính là giai đoạn post-production, bao gồm các công đoạn như xử lý hậu kỳ, dựng phim, chỉnh sửa lại màu sắc, thêm âm thanh, âm nhạc, lồng tiếng nhân vật v.v. Ôi trời trời, ta nói để làm ra một bộ phim hoạt hình, nó vừa khó mà vừa mất bao nhiêu là công sức thật sự các bạn ạ. Vậy nên đừng ai buông lời cay đắng chỉ vì một chi tiết nào đó chưa hài lòng nha. Nhẹ nhàng góp ý vì đây cũng là tâm huyết của biết bao nhiêu người cộng lại đó. Và trái ngược với những đội ngũ sản xuất phim chuyên nghiệp, với những siêu phẩm ra mắt chỉnh chu, cuốn hút tới tận chi tiết kể trên, thì ngày nay cũng đã và đang xuất hiện những bản phim hoạt hình phát kè, khiến cho chính chủ lẫn người xem cười ra nước mắt. Thứ tư, top những bản phim hoạt hình pha kè khiến chính chủ khóc thét. Trước hết chúng ta hãy cùng xem lại những thước phim cực kỳ bánh cuốn và kỹ xảo đỉnh của chóp trong Frozen, hay còn được fan Việt gọi với cái tên thân thương Nữ Hoàng Băng Giá. Uầy, xem kìa, một chiếc váy xanh ngọc cùng với chiếc choàng tím quý sở tộc trông eo xà cứ phải gọi là thướt tha ra dáng nữ hoàng làm sao. Ấy vậy mà nhìn sang cái phiên bản pha kè có muốn cười nội thương không cơ chứ. Eo xà gì mà đứng thì như bà già, bụng thì mỡ, mắt thì lồi, bờ môi thì đỏ lon cong vút, cười một cái ngoác rộng đến cả mang tai, lại còn cái quả người tuyết Olaf mặt không cảm xúc này nữa chứ. Ôi ơi, làm ơn đạo diễn hãy trả Olaf thân thiện cute hụt me lại cho chúng mình đi. Thế nhưng như vậy vẫn còn là xinh đẹp chán so với Elsa phiên bản Cote Animation này. Đó là một câu chuyện buồn của Elsa tóc rối với dáng đi lom dom không khác gì người nhện phiên bản lỗi. Đã vậy còn bị anh bạn thân hân ai lấy lo Olaf lừa ngã xuống vách núi nữa chứ, đúng là đau như cháy cau mà. Hay như ở đây có ai là fan của chàng béo Kung Fu Panda hay không nhở? Ra đây mà xem cái bản cover không thể hài hước hơn của anh chàng này. À mà khoan, từ từ để gấu trúc ta thở cái đã nhá. Làm gì mà xây bậc thềm cao thế, leo mà muốn đứt hơi luôn. Còn đây, vua sư tử Lion King xin chào tất cả các bạn. Nhìn cái dáng đi là biết quyền lực rồi đúng không nào? Thêm cái quả đầu có thể xoay chuyển 360 độ này nữa, thế đã đủ chất chơi người rơi chưa? Và các bạn còn biết thêm những phiên bản hoạt hình pha kè hài hước nào nữa không? Thì comment bổ sung thêm để mọi người cùng tham khảo thêm nha. Và tiếp theo, hãy cùng theo chân mình vi vu tới những xưởng sản xuất phim hoạt hình cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh, xem cách người ta làm việc thú vị ra sao nha. Thứ 5, top những xưởng phim hoạt hình nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Đầu tiên, chắc chắn là không thể bỏ qua hãng phim hoạt hình đình đám Walt Disney Animation Studios, được thành lập vào ngày 16 tháng 10 năm 1923 bởi anh em nhà Walt và Roy Disney. Được biết, ban đầu Disney Animation chỉ là một xưởng ảnh động nhỏ, nhưng bằng mọi nỗ lực không ngừng nghỉ thì giờ đây đã trở thành một studio lớn nhất Hollywood, nổi tiếng với hàng loạt những bộ phim bất hủ như Nữ Hoàng Băng Giá, Alice ở xứ sở thần tiên, 101 chú chó đốm và cả Nàng Tiên Cá hay Aladdin và Cây Đèn Thần. Wow, toàn là các siêu phẩm siêu bánh cuốn thế này, bảo sao mà Walt Disney Animation Studios không lọt vào top đỉnh cao của thế giới hoạt hình cho được. Đình đám không kém thì chính là hãng sản xuất phim Pixar, được đồng sáng lập bởi cựu CEO của hãng điện thoại nổi tiếng Apple, Steve Jobs. Nổi bật với hàng loạt cái tên phim hoạt hình 3D dùng công nghệ tạo hình máy tính CGI được thiết kế bằng Photo Realistic Renderman kết hợp với phần mềm kết xuất đồ họa của riêng hãng và chuyên dùng để tạo nên hình ảnh chất lượng cao như câu chuyện đồ chơi The Toy Story Film, Gia đình siêu nhân, The Incredibles hay Công chúa tóc xù Brave. Tuy nhiên, sau này, xưởng hoạt hình đã được Walt Disney mua lại vào năm 2006 với hơn 7 tỷ đô la, tương đương với 104.150 tỷ đồng. Còn nếu bạn là fan trung thành của hàng loạt các phim đình đám Avatar, Chiến tranh giữa các vì sao Star Wars hay Thế giới khủng long Jurassic World thì chắc chắn không còn lạ lẫm gì với hãng sản xuất Industrial Light and Magic, nổi tiếng về mặt năng suất với hàng trăm dự án nhỏ lớn và số lượng bom tấn đếm không xuể. Xưởng là hình mẫu tiên phong trong việc áp dụng các kỹ xảo đồ họa độc đáo vào điện ảnh, không chỉ đơn thuần như mô phỏng da giả, hóa trang lông tóc như thật mà thậm chí có thể dựng luôn cả nhân vật chỉ bằng kỹ xảo máy tính. Tuy nhiên, đến năm 2012, xưởng phim này cũng đã được hãng Walt Disney mua lại và cùng nhau tạo thêm thật nhiều những tác phẩm chứ danh sau này. Bên cạnh đó, thế giới hoạt hình còn nổi tiếng với rất nhiều những hãng sản xuất đình đám như Studio Ghibli,
một trong những xứ sở của bộ phim hoạt hình anime Đình Đám Nhật Bản, hay DreamWorks Animation, cha đẻ của hàng loạt các bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Kung Fu Panda, Bí Kíp Luyện Rồng hay Phi Đội Gà Bay Chicken Run. Rồi thì Animation, xưởng phim hoạt hình đỉnh của chóp thuộc sở hữu Warner Brothers. Và các bạn cảm thấy thích nhất với hãng phim nào kể trên thì đừng ngần ngại chia sẻ sự yêu thích của các bạn dưới phần bình luận nha. Và bật mí thêm cho các bạn một thông tin vô cùng ly kỳ, đó là dù hãng phim nổi tiếng đến đâu thì họ cũng không thể tránh khỏi những sai lầm, những tập phim chỉ muốn giấu nhẹm. Và bạn có muốn khám phá những bí mật khủng khiếp đó là gì hay không? Cùng xem ngay để biết bí mật đằng sau là gì nhé. Thứ 6, ngỡ ngàng trước những tập phim nổi tiếng bị cấm chiếu. Các bạn thân mến, tuổi thơ của chúng ta có lẽ không ít lần cuồng phim hoạt hình tới độ mong được hóa thân vào đó. Nhưng có những bộ phim dù thân thuộc đến đâu, mang một vẻ đáng yêu đến thế nào thì ẩn sau đó vẫn có những bí mật, thậm chí là những câu chuyện nghe có phần kinh dị nữa cơ. Điển hình như tập phim Pokemon sản xuất vào năm 1997, chỉ vì một phút phát sóng, hàng trăm trẻ em trên khắp đất nước đang say sưa theo dõi bộ phim yêu thích thì bỗng lên cơn co giật phải nhập viện ngay lập tức. Một số đứa trẻ còn nôn ra máu, bất tỉnh, may mắn thay không có trẻ nhỏ nào. Điều tra về nguyên nhân của sự cố này, người ta phát hiện ở phút 20 của bộ phim có cảnh nhân vật Pikachu phóng luồng điện vào những tia lửa đang lao tới. Khung cảnh lúc đó chuyển sang màu đỏ và xanh liên tục, nhấp nháy dữ dội khoảng 5 giây với tần sóng từ 10Hz đến 30Hz, có thể gây ra hiện tượng động kinh cảm quang và khiến cho trẻ co giật, hoa mắt, buồn nôn. Ui trời ơi, cái cảm giác say xe đã đáng sợ lắm rồi. Thế mà các bạn nhỏ ở đây còn phải chịu đựng thứ kinh khủng thêm hơn đấy. Và sau sự việc này, bộ phim đã bị cấm sóng vĩnh viễn. Tương tự thì anh bạn chuột Mickey dễ thương và thông minh đã quá quen thuộc với tuổi thơ của bao người cũng có lúc chung cảnh ngộ bị cấm sóng như Pokemon 1997. Ban đầu, bộ phim này chỉ là một cảnh phim lỗi dài khoảng 2 phút và không thể sử dụng được. Nhưng khi xem lại, các họa sĩ rất bất ngờ khi đoạn phim bỗng dưng kéo dài thêm 7 phút 4 giây. Đặc biệt, từ phút thứ 6 đổ đi, gương mặt của Mickey bỗng nở một nụ cười ngoác mồm dọa người ta. Và đến phút thứ 7 thì những âm thanh thều thào nghe như tiếng than khóc xuất hiện. Mặt chú chuột bắt đầu rời ra, trông rất là kinh dị. Và kết phim còn có một dòng chữ tiếng Nga: những con mắt địa ngục kéo khán giả vào trong. Heo ơi, nghe xong mà nổi da gà luôn ý. Tuy nhiên đoạn phim này đã bị cấm chiếu vĩnh viễn và Disney đã có biện pháp ngăn chặn, nhưng bằng một cách bí mật nào đó mà đoạn phim ghê rợn này vẫn bị lộ ra và xuất hiện rải rác trên mạng. Bất ngờ hơn, những tập phim bị cấm chiếu như Mickey hay Pokemon không phải là hiếm. Đến cả Tom và Jerry là những hoạt hình huyền thoại lớn lên cùng bao đứa trẻ cũng có tập cấm chiếu vì mô tả Jerry quá ghê rợn khi nhẫn tâm giết cả mèo Tom lẫn bà chủ, rất là đáng sợ luôn. Ngoài ra thì một số tập phim như Winnie the Pooh cũng bị xóa sổ tại Trung Quốc chỉ vì một số hình ảnh liên quan đến chính trị, hay như chú bọt biển tinh nghịch SpongeBob cũng bị cấm chiếu trên 120 quốc gia vì trong phim chứa nhiều cảnh bạo lực. Ui trời ơi, nói chung là một khi làm nội dung cho các bạn nhỏ xem thì phần kịch bản phải rất là khắt khe và kiểm duyệt kỹ càng. Thế mà chỉ cần một nội dung bạo lực hay không tốt là có thể gián tiếp ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của trẻ em. Bởi vậy mà các bạn đừng yêu cầu ắt làm bí ẩn về game, súng đạn, thuốc lá, rượu chè gì nữa nhá. Vì những nội dung này không phù hợp với lứa tuổi và nhận thức của các bạn nên là mình không dám làm đâu. Ui, các bạn ạ, thực sự là sau khi tìm hiểu về quá trình sản xuất ra những bộ phim hoạt hình thì mình không thể tin được rằng khi mà chúng ta xem chỉ hết có chục phút hay là một vài tiếng, thế mà thời gian người ta lại làm mất nhiều kỳ công đến như thế đấy. Và các bạn cảm thấy thế nào sau khi xem xong video này thì đừng quên comment, bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu thấy video này hay, đừng quên like, share cũng như là đăng ký và ủng hộ Kỳ Lúc TV. Cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Kỳ Lúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.